Xin chào các bạn đã đến với NT Studio. Hôm nay chúng ta sẽ có một video chia sẻ về một món mới và một món cũ nhưng mà lại mới. Cũ thì lại mới thì là sao? Đó chính là cái chiếc bàn của mình. Đây là cái bàn Epic One Smart Desk Pro phiên bản đầu tiên, nhưng mà lại được mình thay lên một cái mặt bàn mới nữa. Thì với cái mặt bàn mới này này, chúng ta sẽ có gì? Đó là một cái lớp phủ được làm hoàn thiện tốt hơn đời trước rất là nhiều. Đời đầu tiên này thì mình không thực sự ưng ý cho lắm. Đến đời thứ hai, mặt bàn phiên bản thứ hai thì nó ổn hơn nhưng mà nó vẫn bị hơi dễ chảy xước. Thì đến với phiên bản thứ ba là cái mặt bàn này thì mình đã thực sự hài lòng rồi. Cái mặt này nó sẽ là một cái mặt trắng được phủ một cái lớp gì đó nhám nhám lên. Nó vừa không để lại dấu vân tay, nó vừa khó bị chảy. Hôm trước mình có làm rơi cái dao ở trên đây mà không để lại bất kỳ một vết gì cả. Thì đây là một cái mặt bàn mà mình thấy nó rất là ok. Và cái nữa, quan trọng là cái đường viền này này. Theo như mình được biết thì cái đường viền này là đường viền nhập. Và đường chỉ trên những viền này này, nhìn nó giống kiểu nhiều thơ gỗ được xếp chồng lên nhau hơn. Đó là những cái thứ mà chúng ta sẽ nhận được trên cái mặt bàn của phiên bản 2 này. Và nếu như các bạn mua những cái chiếc bàn ví dụ như Smart Desk Pro hay là Smart Desk Lite ở thời điểm hiện tại thì các bạn cũng đã được cập nhật cái mặt bàn này rồi. Chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm mặt bàn mới nhất nếu như các bạn mua ở thời điểm hiện tại. Và bên cạnh đó là một cái logo Epic One rất là đẹp ở đây. Đây là một cái logo mình cực kỳ thích, mình cũng đã xin chụp cái logo này về. Rồi chúng ta quay sang với một món mà nó sẽ được tập trung nhắc nhiều trong video ngày hôm nay. Đó chính là con ARM. Có một thứ mà mình vẫn hài lòng ở trên những con ARM của Epic One từ trước đến nay, từ những cái phiên bản ARM đầu tiên. Đó là những cái con ARM này nó luôn mang tới cho mình một cái thiết kế nó thon, nó gọn. Nên từ những cái đầu tiên, đó là cái sự gọn gàng ở trên thiết kế của ARM, nó đã thuyết phục mình và nó đã làm cho mình bị mê mệt cái con ARM này rồi. Cái thứ hai, đấy là với con ARM này này thì các bạn sẽ có một mức giá rất dễ chịu là khoảng tầm 700k thôi. Và bên cạnh đó, nếu như các bạn săn một vài những chương trình khuyến mãi hay là có một vài những mã nhập vào thì chúng ta sẽ có một cái mức giá là còn tốt hơn. Nhưng quan trọng, đấy là với 700k các bạn đã có một con ARM sử dụng piston chứ không phải là ARM sử dụng nò xo. Với việc sử dụng piston thì nó sẽ ưu điểm gì? Đó là nó sẽ mang tới cho các bạn một cái chuyển động nó mượt mà hơn khi các bạn nâng lên hạ xuống. Và mình nhớ là ngày xưa nếu như để có được một con ARM sử dụng piston như thế này á thì các bạn sẽ phải mua ở cái tầm 1.2 triệu đến 1.3 triệu mới có cơ. Thì bây giờ 700k chúng ta đã có một con ARM như thế này rồi. Nhưng quan trọng nữa đấy là sử dụng piston nhưng mà chúng ta vẫn có được một cái tổng thể tay ARM nó rất là nhỏ như thế này. Thế nên đấy mới là những cái thứ mà mình muốn nhấn mạnh ở trên con ARM này. Rồi cho tới những thứ tiếp theo, đấy là ở trên con ARM này cũng sẽ có những chi tiết để các bạn có thể luồn dây vào bên trong, đi dây vào bên trong để các bạn có thể giấu dây một cách gọn gàng hơn khi mà chúng ta treo những cái màn hình. Nhưng đừng vì nó nhỏ mà khinh thường nó, các bạn vẫn có thể đeo lên đây những màn hình với kích thước lên tới 30 inch và cái trọng lượng có thể lên tới là 9 kg. 9 kg thực tế ra thì chúng ta cũng có thể đeo một vài những con màn hình lên tới 34 inch đấy chứ. Chứ làm sao mà dừng lại ở việc là 30 inch được. Và đây thì mình cũng đã treo thử một màn hình gaming của Xiaomi lên. Và trọng lượng của nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 4kg. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đeo lên cái màn hình này nó mỏng mỏng này, xong rồi gặp thêm cái tay ARM này nó nhỏ nữa, và nhìn nó cực kỳ hợp lý luôn. Chỉ đáng tiếc một điều đấy là cái con màn hình của mình nó lại màu đen, cái tay ARM này thì lại màu trắng. Mình lại mới cho đi một cái màn hình màu trắng, đâm ra là không có màn hình trắng để mua được cho các bạn. Chứ nếu như mà có cái màn hình trắng nữa nhá, mặt bàn trắng, tay ARM trắng và màn hình trắng nữa, nó lại tạo lên một sự đồng bộ. Thêm nữa mình cũng đang dùng cây trắng, nên đây là một sự rất là đáng tiếc. Nếu như mình có màn hình trắng về sau thì mình sẽ để mua đi cho các bạn sau. Tóm lại, với việc những cái món đồ cầm tay học hiện nay đang phát triển rất là mạnh thì bây giờ chúng ta cũng đã có thêm nhiều những sự lựa chọn với nhiều cái mức giá nó tối ưu và nó tốt hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Và dễ thấy nhất đó là chúng ta có những cái tay ARM chất lượng như thế này với mức giá chỉ ở khoảng là dưới 1 triệu đồng. Thế thì các bạn thấy sao với chiếc Essential ARM của Epic One này? Hãy comment để lại ý kiến ở phía bên dưới phần video. Video của mình thì giờ lại tại đây. Các bạn đừng quên là một like, share và subscribe YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.